hóa gây chi cuộc y trường. Đến nay thấm khắp mấy tình xương, lối xưa xe ngựa hồn thu thảo nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Đã vận chờ gian cùng tuế nguyệt, nước còn cau mặt với tàn hương. Nghìn năm gương cũ xoáy kim cổ, cánh đấy người đây luôn đoạn trường. Các nhà nghiên cứu Nam Bắc tại Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội. Vị, hôm nay Hội Văn nghệ chúng tôi họp ban đề tài, ban chủ nhiệm đề tài khoa học. Thì được cái duyên may là được tiếp đồng chí Nguyễn Nhã, là một nhà nghiên cứu của miền Nam, và chúng tôi cũng rất là mến mộ. Thế thì theo yêu cầu của đồng chí, của bạn Nguyễn Nhã, chúng tôi hôm nay cũng mời bạn Nguyễn Nhã và đoàn làm phim dự một cái buổi sinh hoạt khoa học của hội chúng tôi. Thưa bác Nguyễn Minh Phúc, các bác, các anh, các chị, thật là cái may mắn cho tôi ngày hôm nay được dự cái buổi họp của cái ban chủ trì đề tài nghiên cứu về Hà Nội. Cũng là do anh Trần Quốc Vượng có cái cho tôi cái duyên may đó, là người mà cũng rất là ngưỡng mộ tất cả các bác anh chị ở đây, và cũng rất là yêu mến cái Thăng Long Hà Nội. Trong cái chuyến đi thăm lần này đó, thì chúng tôi có một cái ý là muốn ghi hình lại Thăng Long Hà Nội xưa và nay. Rất là may mắn đã được anh Vượng giúp đỡ, và cũng được biết là hôm nay là tất cả các quý vị ở đây.
Chúng tôi mong rằng là cái dịp này đi đó thì chúng tôi sẽ ghi được những cái hình mà nó điển hình nhất và tốt nhất, nhất là các chuyên gia về Hà Nội ở đây có thể là giúp chúng tôi. Thì cũng một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị để được dự cái buổi ngày hôm nay. Xin cứu quý vị và chúng tôi sẽ tiếp tục để đi ghi hình, và rồi ngày mai nữa thì bác Phúc cũng như tất cả các bác anh chị ở đây đã giúp chúng tôi thực hiện một cái cuốn phim để mà về đây cho các sinh viên của chúng tôi được xem, thay vì là các em không đi được thì qua cái cuốn phim đó. Thì này thì chúng tôi từ Sài Gòn ra thăm Hà Nội, tính sẽ quay một cái cảnh Thăng Long Hà Nội xưa. Nhưng mà tìm hiểu Hà Nội với lại Thăng Long thì không có gì mà quý bằng tốt bằng là phải đến thăm anh Nguyễn. Anh là coi như là một nhà Hà Nội học. Mà có lẽ cái từ đó là coi như là phát xuất từ anh. Đấy không ạ? Để tặng cho người khác. Thầy Nhã, tôi cũng đã biết tiếng Anh từ lâu rồi, thành ra là lại được đọc cái tập San Sử Địa rất là hay, mà do anh và các bạn đồng nghiệp chủ trương. Thì thành ra là thôi thì gần tin là nhất kiến di kiến, nhưng mà rồi thì trước lạ sau quen. Tôi biết gì về Hà Nội tôi xin nói đó. Hôm qua anh có hỏi tôi rằng thì là có cái bản đồ cổ nhất của Hà Nội là có từ khi nào đấy, thì anh, cái bản đồ cổ nhất của Hà Nội chỉ là cái bản đồ Đông Kinh thời Hồng Đức thôi. Rất tiếc rằng như anh biết đấy, tức là thôi cứ kể bắt đầu từ Thăng Long là từ đời Lý đi. Thì đời Lý thì là trong sử sách thì cũng có đã chép như là đời Lý Anh Tông rồi, đã vẽ bản đồ rồi, nhưng mà không còn cái gì binh hỏa, rồi qua biến động thời gian lịch sử không còn cái gì đến ngày nay cả. Đời Trần cũng không để lại cho chúng ta một cái tấm bản đồ nào cả. Cho nên cái tấm bản đồ mà gọi là đầu tiên của Hà Nội, cổ nhất của Hà Nội mà hiện nay ta còn giữ được là cái bản đồ thành Đông Kinh của thời Hồng Đức. Mà cũng vì anh là nhà nghiên cứu sử địa cho nên cũng phải nói thật rằng ngay cái bản đồ gọi là bản đồ đời Hồng Đức này ấy, cũng đã được vẽ lại rồi. Chứ không phải là còn là cái gốc của thời Hồng Đức nữa, nhưng mà thôi cứ gọi nó là đời Lê. Thế thì là tôi xin nói tạm, tức là qua cái bản đồ Hồng Đức đời Lê này ta có thể biết rất rõ một cái quy hoạch của Hà Nội mà dân gian nói đấy, tức là Nhị Hà quanh bắc sang đông, Kim Ngưu Tô Lịch là sông bên này. Tức là Hà Nội nó là một cái nội thành, nó được bao bọc bởi cái sông Nhị Hà, bởi cái sông Kim Ngưu và bởi cái sông Tô Lịch. Tức là nó là một cái dải đất bãi, nó hình thoi này, và thì là một cái tài liệu cũng khá là quý mà cụ Hoàng Xuân Hãn đã phục chế lại về cái nội thành của cái các cái kiến trúc nội thành của cái Đông Kinh thời Lê Trịnh, chứ không phải là thời Lê Sơ, vâng, thời Lê Trịnh. Thì đấy ta thấy ở đây là cái cửa Đoan Môn, cái này thì vẫn còn bây giờ vẫn còn trên đấy được. Và thì đến cái điện Triều Nguyên này, xong rồi đến cái điện Thị Triều này, xong rồi thì là cứ mỗi một cái tòa điện như thế thì là được giãn cách bởi những cái sân lớn đấy. Cái sân này gọi là Đan Trì này, sân này gọi là Long Trì, ta có nói sân Long Trì, các quan vẫn chầu cái điện Thị Triều, tức là các quan đến chầu ở đây. Còn bên đằng sau cái điện Thị Triều có cái nội đình nữa, là cái sân nội đình, rồi đến cái điện Kính Thiên, tức là điện để thờ trời. Ngày xưa có ông vua bao giờ ông tự xưng mình là thiên tử, là con trời, nên phải có cái điện thờ trời. Thì cái nền điện Kính Thiên này vẫn còn, tức là cái thời Tây Sang này thì nó nói là Kính Thiên là cái điện mà thờ trời của thời quân chủ, nghĩa là trang nghiêm như thế, nhưng mà là Tây ngồi đánh chén cùng đoàn Thanh Lâu, tức là của ông Bà Dài, rất là Hà Nội, ông Nguyễn Văn Dài. Cái bản đồ mà là Hà Nội đời Nguyễn, Hà Nội đời Nguyễn thì như anh biết nó còn là thủ đô nữa đâu, thủ đô nó về Huế rồi, nhưng mà nó còn là cái tỉnh thành. Thành ra là nhưng mà nó vẫn giữ được cái quy hoạch của Hà Nội cũ.
tức là đây là cái tòa thành mà xây lại mới trên nền của cái trên cái phạm vi của cái thành Đông Kinh cũ, nhưng mà bây giờ là xây theo kiểu vô băng rồi. Đấy, cái chỗ này là cái chỗ mà là bây giờ là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đây này. Cho nên cái lúc mà làm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là chúng tôi đã tìm ra được, phát hiện ra được cái nền móng này của cái thành Nguyễn này. Hay là cái cột cờ đây thì bây giờ anh vẫn thấy đây. Từ cột cờ, nếu anh đứng trên cột cờ thì anh vẫn nhìn thấy cái cửa Đoan Môn, rồi thì anh nhìn thấy cái nền điện Kính Thiên đây. Thế nhưng mà nếu mà chú ý khéo thì có một khả năng nghĩa là chuyên môn nhất định thì anh sẽ thấy thì là cái góc của cái đường của cái Đông Kinh đời Lê với lại cái đường của Đông của thành Hà Nội đời Nguyễn nó đã chênh nhau rồi, nó chênh nhau đến một góc alpha đến mười mấy độ. Thành ra là thực ra là cái cột cờ nó không thật thẳng với lại cái Đoan Môn và cái điện Kính Thiên nữa. Thành này vẫn là thành Lý, thành Trần, thành Lê, bởi vì cửa Đoan Môn là của đời Lý vẫn còn. Thế rồi thì là điện Kính Thiên đời Lê thì là vẫn còn, không phải là còn hết nhưng mà còn cả cái chín bậc đá, tức là cửu trùng đấy, với lại hai con rồng đá của đời Lê ở đây. Thế rồi thì là đến Nguyễn, thành ra là cái địa điểm gọi là cái Cité Royale, tức là cái hoàng thành hay là cái thành quân sự thì nó vẫn là nguyên cái chỗ này. Thế và phía đông, đây là cái cửa đông. Thế thì cái phía đông của nó tức là khu mà cho ra đến sông Hậu, là khu trên bến dưới thuyền. Khu này chính là khu mà Hà Nội 36 phố phường đây, tức là cái City TV. Thế còn về phía tây của nó, phía tây, đây là cửa tây ạ. Phía tây của nó tức là cái khu gọi là Thập Tam Trại. Đây là 36 phố phường, còn đây là 13 trại, tức là rau, hoa, quả của Hà Nội. Thì tức là nói đại thể, tức là đây bây giờ là khu quận Ba Đình, bây giờ đây là cái khu 36 phố phường là quận Hoàn Kiếm, và còn cái khu rau hoa quả này tức là quận Đống Đa, rồi là quận Hai Bà Trưng. Thành ra là các chị đi ở thành phố Hồ Chí Minh ra thăm thì vẫn thấy rằng thì là nhộn nhịp náo nhiệt nhất và Hà Nội nhất vẫn là cái khu quanh cái Hồ Gươm này. Đấy, rồi thì là nghiêm chỉnh và có tính chất chính quyền là cái quận Ba Đình. Thế còn thì là cái quận Đông Đa hay là quận Hai Bà Trưng thì tuy bây giờ nó cũng đã bắt đầu nó có trải qua một cái quá trình đô thị hóa rồi, nhưng mà nó còn đang mới, cho nên nó còn rất là không phải là nền văn hóa Đại La thời Bắc thuộc, mà là nền văn hóa cổ Loa, nơi Ngô Quyền đình đô tiếp tục quốc thống xưa thời An Dương Vương, kế thừa thời Hùng Vương. Đó là những nền văn hóa bản địa chưa hề bị ảnh hưởng văn hóa Hán du nhập, và kế tiếp là Hoa Lư, nơi thể hiện rất rõ tinh thần độc lập tự chủ của tiền nhân chúng ta, cũng như tinh thần đoàn kết thống nhất của dân tộc ta. Lúc nào cứ cho mình ngang hàng với Đại Hán, Đại Đường, Đại Tống bên Trung Quốc. Trước khi tìm hiểu Thăng Long Hà Nội xưa trước năm 1945, chúng ta tìm hiểu Cổ Loa và Hoa Lư. Dòng sông Hoàng Giang hay là gọi là sông Thiếp hay là Ngũ Huyện Khê này, nó chảy vòng từ Tây Nam qua phía Nam sang phía Đông của thành Cổ Loa, nó làm thành ra một cái ngoại hào cùng với các chi lưu của nó là để mà bao bọc lấy cái thành Cổ Loa. Trong thành Cổ Loa là nằm ở trong một cái tứ giác nước như vậy. Nhìn ở trên mặt bây giờ thì là Cổ Loa chỉ còn có ba cái vòng thành, tức là cái vòng thành ngoài này, thì dân gian gọi là thành ngoại này, rồi đến cái vòng thành giữa này. Vòng thành ngoài là 8 km, vòng thành giữa là 6,5 km, dân gian gọi là thành trung này. Và bên trong này là cái tòa thành tương đối là hình chữ nhật, nó cũng không chữ nhật lắm đâu, nhưng mà nó là tương đối hình chữ nhật, nên là 1,6 km này. Đấy, thì bây giờ ở cái góc tây bắc này là ngôi đền An Dương Vương, và phía trước này đây là cái giếng Mỹ Châu Trọng Thủy này. Nhưng mà thật ra trên thực địa ấy,
thì cái thành cổ loa nó không phải chỉ có thế đâu, nó còn có những cái lũy tiền vệ ở phía bắc này. Thì chúng ta biết là chống giặc bắc cho nên các cái lũy tiền vệ ở phía bắc thì rất là nhiều, mà kể cả các cái lũy tiền vệ ở phía nam nữa chứ không phải chỉ là phía bắc. Và cứ chỉ tính riêng cái vòng thành ngoài thôi ấy, thì chúng ta thấy thì là nó có 5 cửa. Đây là cái cửa nam nhé. Đấy, mà chúng ta thấy hai bên là có hai cái miếu thờ hai vị chấn tướng phía nam này. Sang phía đông ấy thì là có cái cửa đông. Cửa đông chính là cái cửa sông. Và cái cửa sông này là nhìn ở bên trong này có cả cái đầm cả, nó như là một cái thứ quân cảng đấy. Khi ông đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp sang nhìn cái đầm cả, cái biết ngay đó là một cái thứ quân cảng. Thì ngày xưa ấy, thì là cái giao thông chủ yếu là cái giao thông thủy. Về phía bắc ấy, thì là cái cửa bắc và cái cửa tây bắc này. Và cửa bắc là cái cửa quan trọng nhất để chống giặc bắc này. Trên cái tướng chấn giữ cửa bắc ấy, chính là vị Cao Lỗ, hay là gọi là ông nỏ đấy, tức là cái người mà đã chế tạo cho vua An Dương Vương cái nỏ thần mà bắn một lần nhiều phát đấy, tên bắn như mưa, chúng ai nấy chết đấy. Ở phía tây nam thì là có cái cửa tây nam nữa này, rồi mới đến cái cửa chính nam. Cửa chính nam, ta đang đứng ở trên mảnh đất cổ loa lịch sử, từ Hà Nội đi theo quốc lộ 2 đến cây số 17 thì chúng ta rẽ phải, và như vậy là chúng ta đứng ở trên đất cổ loa. Cổ loa hiện nay là một xã thuộc huyện Đông Anh của ngoại thành Hà Nội. Trước mặt chúng ta đây là cái phía tây bắc của cổ loa. Xa xa chúng ta thấy những cái lũy đất, đó là cái lũy ngoài, gọi là hay là gọi là thành ngoại của cổ loa. Và đằng trước mặt là một cái đoạn của dòng sông Hoàng Giang, hay là còn gọi là sông Thiếp, hay là còn gọi là sông Ngũ Huyện Khê, vì đó là con sông nó chảy qua 5 huyện, nó làm cái ngoại hào cho thành cổ loa. Trước mặt chúng ta cũng vẫn là cái tiếp tục cái lũy ngoài của, hay là cái thành ngoại của cổ loa. Cái thành này là nó có một cái đường cong tự do khép kín với cái chu vi là 8 km. Và như vậy là chúng ta đã đi từ phía bắc xuống đến phía tây nam của cổ loa. Chúng ta sắp sửa đi qua cái cầu sông Hoàng Giang để vào cửa nam của thành cổ loa. Ở phía đông nam của thành cổ loa, chúng ta đang đứng trước mặt đó là làng Lộc Hà, quê hương của nhà văn danh tiếng Ngô Tất Tố, tác giả của Lều Trõng. Và đằng phía bắc của chúng ta là làng Dục Tú, quê hương của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Cổ loa là một cái tòa thành cổ cách đây trên 2.300 năm, nhưng mà trước đó nữa thì đã con người đã đến đây sinh sống ở trên đôi bờ sông Hoàng Giang. Trước mặt chúng ta đây là cái di chỉ Đồng Vông mà các nhà khảo cổ đã phát hiện được từ thập kỷ 60, và là di tích đầu thời đại Đồng Thau cách đây là trên 3.500 năm. Đấy là ở bên phải con đường vô thành cổ loa. Và trước mặt đây là cái cống và cái sông Hoàng Giang, là con sông mà như tôi đã nói nó làm cái ngoại hào cho thành cổ loa. Và bên tay trái chúng ta đây là cái di chỉ Bãi Mèn, hay còn gọi là di chỉ Đường Mèn, là nơi tìm thấy cái di tích ở giữa thời đại Đồng Thau cách đây trên 3.000 năm. Và ở đây, cũng chính ở đây cuối cái di chỉ này, là chúng ta đã tìm thấy ở chỗ cầu vực. Trước mặt chúng ta là cầu vực, nơi tìm thấy cái kho mũi tên đồng cổ loa gồm hàng vạn chiếc. لا
là dòng sông Hoàng Giang đang chảy cuồn cuộn, ngày xưa nó rất là lớn, và ở bên trên đó là cái lũy thành Cổ Loa. Bây giờ là nhân dân ở tràn ra gọi là trải xóm vang. Đây là di tích cửa nam của cái thành ngoại của Cổ Loa. Chúng ta thấy là hai bên cửa thành ấy là có hai cái ụ, và ở trên có cái miếu thờ. Đấy là miếu thờ hai vị chấn tướng của cửa nam của thành Cổ Loa cũ. Thành cửa nam, thành Cổ Loa là có tới 5 cửa, và nhưng mà cái cửa chính này là cửa nam. Cho nên thì là ở cửa nam thì có hai miếu thờ, còn các cái cửa khác thì chỉ có một miếu thờ chấn tướng. Là nơi mà năm 1982 đã tìm thấy cái trống đồng Cổ Loa nổi tiếng, sánh ngang với lại trống Ngọc Lũ và trống Hoàng Hạ, đều có niên đại là trên 2.500 năm. Tương truyền ngày xưa đấy là khu vực hoàng cung cũ của nhà Thục. Trước mặt chúng ta đây là cái gọi là cái giếng Mỹ Châu hay là giếng Trọng Thủy, hình tròn đó. Là ở trước mặt chúng ta ở đây tức là cái tam quan ngoại của ngôi đền thượng là đền thờ Đức Thục An Dương Vương. Tương truyền cái ngôi đền này là được xây ở góc tây bắc của cái thành nội của Cổ Loa, và là cái chỗ hoàng cung cũ. Trên nóc của tam quan chúng ta thấy bốn chữ là Phủ Ngưỡng Thiên Cổ, tức là chiêm bái muôn năm. Ở bên dưới là đôi rồng đá, là một cái tác phẩm điêu khắc đá rất là hiếm quý của thời Lê, cũng như là những cái cây hương ở đằng trước đôi rồng đá đó đều là có niên hiệu vĩnh hữu của đời Lê, tức là vào cuối thế kỷ thứ 17. Vì là ngôi đền là được xây dựng ở trên, được tương truyền là xây dựng ở trên đỉnh rồng, cho nên thì là đằng trước mặt đây chúng ta thấy có một cái, đằng trước mặt là chúng ta thấy có một hòn ngọc châu như là hình rồng đang nhả châu ngọc, và đằng trước đó là cái ngôi giếng tròn, đó là giếng Mỹ Châu, cũng có người gọi là giếng Trọng Thủy. Tương truyền đó là nơi mà Trọng Thủy đã gieo mình xuống sông, xuống sông giếng để tự tận theo Mỹ Châu, và cái xác của Trọng Thủy cứ theo cái dòng Hoàng Giang
mà trôi xuống các cái xã ở bên dưới. Vì thế cho nên thì là ở cái khu vực Cổ Loa này thì không có thờ Trọng Thủy. 8 xã cùng thờ An Dương Vương và Mỹ Châu, nhưng mà còn 6 xã ở xa thì mới thờ Trọng Thủy. Cho nên thì là cái ngôi đền thượng thờ An Dương Vương này còn có mang tên là Tiên Từ Đệ Nhất. Và như tôi đã nói thì là vì đây là thờ Đức Vua cho nên có hai tam quan. Bây giờ chúng ta đang ở bên trong cái tam quan nội, thì qua cái sân lớn ngày xưa là nơi làm lễ tế, thì chúng ta đến cái tòa nhà Đại Bái đang sơn son thiếp vàng lại. Và đằng sau nhà Đại Bái này sẽ là cung cấm, nơi để di tượng bằng đồng của Đức An Dương Vương. Chúng ta đang ở trên cái thượng lầu của tam quan ngoại, nhìn sang phía tây nam. Đấy, xa xa đó là quốc lộ 2 và cận cảnh là cái đình Mạch Trang, nơi tương truyền đó là cái kho lương thực của vua Thục. Và ở đây thì chúng ta có thể nhìn rất rõ cái cấu trúc của 3 vòng thành của Loa. Và cứ cách mỗi vòng thành như thế lại cách bởi những cái con hào mà bây giờ là những cái giải ruộng sâu. Ở khu vực phía nam này là nơi mà 3 tòa thành tiếp cận với nhau nhất. Ở phía ngoài đó là cái lũy ngoài và cái đỉnh cao, ngày xưa còn cao hơn nữa, gọi là cột cờ. Đấy là hướng chính nam. Và sau đó là chúng ta sang bên xóm Mít. Xóm Mít là cái xóm của những người vốn trước là dân trài và bây giờ là lên bờ thành ngoài của Cổ Loa để làm thành ra một cái xóm của xã Cổ Loa, bây giờ gọi là xóm Mít. Còn bên trong thì chúng ta vẫn thấy cái lũy giữa, hay là dân gian Cổ Loa thì vẫn gọi là cái thành trung. Còn xa xa đấy là mà có những người đang đi, đó là đi trên cái di tích của cái lũy giữa của thành trung. Và thực ra thì cái cấu trúc của thành Cổ Loa nó không phải chỉ gồm có 3 vòng thành đâu, mà nó còn có rất là nhiều những cái lũy tiền vệ, như là cái lũy ở trước mặt chúng ta đây này, làm cái lũy tiền vệ nằm giữa cái thành nội và cái thành trung để mà đi qua cái giếng Mỹ Châu Trọng Thủy. Tất nhiên như thế là sau khi mà đã Cổ Loa đã thôi đóng vai trò là kinh đô của nước Âu Lạc từ trước công nguyên, thì sau này ở trên cái nền tảng di tích cũ là làm đền thờ Đức An Dương Vương, cho nên thì là người ta cũng có phần quy hoạch lại. Cho nên cái giếng Trọng Thủy thì đặt ở trước cửa đền An Dương Vương. Thank you.
Thưa cụ Từ Thọ, bây giờ chúng ta đang đứng ở trong ngôi đền thờ Vũ Thục, thì chúng tôi thấy có đôi ngựa hồng. Xin cụ Từ cho biết là đôi ngựa này làm từ bao giờ? Đôi ngựa này tôi là làm từ thời thời Lê. Thế còn hiện nay chúng ta ở đây tôi là về đứng ở giữa cái đây là cái chơi ấy con ốc đây, cái chơi chôn con ốc đây, xoáy chôn ốc đây. Rồi đình tại là hai ngựa này tức là của nhà vua từ thời Lý. Thưa cụ, có phải rằng thì là như là theo như là truyền tích, tức là Đức An Dương Vương là đánh Tần này, đuổi Triệu này, và ngài đều dùng ngựa cả, nhưng mà khi mà bị mắc mưu kế của Triệu Đà nó lừa với cái chuyện Trọng Thủy đấy, thì là Đức Vua là cưỡi ngựa và có mang nàng Mỹ Châu ở đằng sau ngựa, có phải không ạ? Vì thế trên sau này khi mà nhân dân ta là thờ Đức An Dương Vương thì cũng là tạc đôi ngựa này là để tượng trưng cho cái con ngựa mà ngài cưỡi khi còn sinh thời đi đánh giặc. Thưa cụ, có phải thế không ạ? Vâng, phải. Dạ. Từ mới tìm được ở chỗ gần bãi Chầu Không, mà trước đây từ năm 1959 thì thưa cụ, có phải là ở chỗ gọi là cầu vực á, chúng ta đã tìm ra được một cái kho tên đồng đến hơn 10,000 chiếc, hiện nay đã được bảo quản ở trong cái kho của bảo tồn bảo tàng của Hà Nội. Có chín mình tìm được cái kho mũi tên đồng ở cầu vực gồm 10,000 chiếc, nhưng mà có phải là sau đó thì cứ thỉnh thoảng như ở chỗ xóm Nhồi Trên chẳng hạn này, có không ạ? Hay là như 582 ở chỗ Mà Tre thì mình tìm được cái trống đồng, thì bên trong cũng có rất là nhiều cái lưỡi cầy đồng và cũng có cả một số mũi tên đồng, có không ạ? Thế còn cái mũi tên đồng này thì là thưa là cụ mới tìm thấy ạ, là tìm thấy ở đâu ạ? Tìm thấy cái bãi ngay bên trước mặt đây, ngay trong đền, ngay trong đền đấy thôi. À, ngay trong phạm vi đền này thôi. Ngay trong đền. Vâng. Và cái khi mà tức là cái mũi này tức là cách đây độ mà từ 559, thế nhưng mà đây cách đây ra độ 400 mét. Vâng. Thế là đào chỗ, cái này rất nhiều là chỗ Mà Tre đấy. Vâng, cái không chỗ nào là ở cầu vực. À, cầu vực. Chứ Mà Tre thì cách cái trống đồng đây liền lại cái chỗ là tìm thấy cái trống đồng cổ loa 582. Vâng. Là ở ngay cách đây độ 200-300 mét. 300 mét thôi. Vâng. Thế do chính cụ hay là người thân nào ở trong gia đình kiếm được? Đây, cái này là của cháu Đức Tôn của tôi, tức là nó từ ra. Vâng. Cháu Đức Tôn tức là nó lên đây nó hầu tôi mà. Vâng. Thế hầu hạ tôi ở đây thì này thì tức là nó tìm được cái này. Dạ. Năm nào đấy? Tức là năm nay, tức là 92 này. 92 đấy. Vâng, năm 92. Vâng. Vâng. Gần đây đấy. Vâng, gần đây ngay đây thôi. Vâng. Vâng. Như vậy là cái này còn rất nhiều đấy, có thể vâng, có rất này, nhiều mình. Cái này còn nhiều. Cái này nhà văn hóa hay còn một số nó cất đi. Vâng. Đi. Vâng. Tôi thì tôi cũng chưa nhìn thấy, nhưng mà có cái loại giờ lại dài hơn loại này. Còn có nó có nhiều loại ạ. À. Cái mũi tên đồng nó có nhiều loại. Nhiều loại. Còn, theo các nhà nghiên cứu thì có đến 6-7 loại. Đây là nó còn cất đi văn hóa, cất đi hết chứ không phải. Vâng. Tức là dài 6-7 cm. Dạ. Và trong đó tức là nó có 3 cạnh. Mà theo truyền thuyết ngày xưa thì ở đầu mũi tên này khi người ta bắn người ta còn tẩm thuốc độc nữa. Vâng, đúng rồi. Vì thế cho nên thì là cái mũi tên này nó đã được thiêng hóa thành ra là cái nỏ thần mà là chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tàn, chỉ ngàn ngàn cháy đấy. Vâng, vâng. Cái này thì xưa ngày xưa thì là nó có vâng, như đấy. Vâng, vâng.
Đây là ngôi đình cổ Loa, thờ Đức An Dương Vương. Tương truyền là làm trên cái mảnh đất gọi là Ngự Triều Di Quy, tức là cái di tích còn sót lại của cái điện Ngự Triều. Thì chắc là nó ở bên dưới đất ấy. Còn ở bên trên này là cái ngôi đình. Ngôi đình này thì qua những năm tháng chiến tranh đã bị tàn phá rồi, cho nên thì là cuối thế kỷ thứ 19 là dân làng Cổ Loa là mua lại cái ngôi đình này ở tận trên Việt Trì, tức là cách đây 40-50 km cơ. Xong rồi tháo dỡ ra rồi thì là thả bè trôi sông, rồi thì là mới là đến sông Đuống rồi mới kéo lên rồi mới lại về xây lắp lại. Cho nên ngôi đình này là có niên đại chính xác là đời Thành Thái 1891. Ngôi đình này cũng đã được xếp hạng. Bên tay trái đình này chúng ta thấy cái cây đa cổ thụ, nhân dân vẫn gọi là cây đa nghìn tuổi, tức là tương truyền rằng thì là Đức Ngô Vương Quyền sau khi đánh thắng giặc ở trên sông Bạch Đằng năm 938, thì tháng Giêng năm 939 là Ngô Vương Quyền lại đóng đô lại ở Cổ Loa để tỏ ý nối tiếp quốc thống xưa của An Dương Vương, và đã trồng cái cây đa này làm kỷ niệm. Cây đa này như các bạn thấy là cái gốc của nó đã bị chết rồi, tất cả cái còn lại bây giờ là những cái nhánh nó mọc ra đấy. Đấy, và ở bên trong cái cây đa đó là cái lối cửa vào đền Mị Châu. Ở đây thì dân gian rất là nhớ tiếc người anh hùng, nhưng mà cũng có phê phán là về cuối đời là người cơ mưu chẳng nhiệm, thương con tin rể thôi còn trách ai. Và Mị Châu thì là được thờ dưới hình thức là một viên đá cụt đầu. Hỏi dân gian thì dân gian nói thì cái đầu thì là ngài lấy rồi còn đâu, tức là vì tương truyền là Đức An Dương Vương đã chém đầu Mị Châu đấy. Và Đức Mị Châu nguyện rằng thì là đây là vì rằng thì là thật bụng tin người bị người làm hại, chứ nếu mà cố ý là phản cha phản nước thì biến thành cho thành chấu, còn thì là vì là thật bụng tin người thôi thì chết con sẽ xin thành ngọc thành đá, con lại trôi về cửa cha. Vì thế cho nên thì là nhân dân đã khiêng hòn đá ở đường Cấm Sứ về đây để thờ Đức Mị Châu dưới hình thức là một cái tượng đá cụt đầu. Nghìn tuổi tương truyền là Đức Ngô Vương Quyền khi về đóng đô ở đây thì là để nối tiếp quốc thống xưa của An Dương Vương đã trồng cái cây đa này. Thực ra thì bây giờ cái gốc của cây đa này thì nó đã chết rồi và tất cả chỉ còn là những cái nhánh. Và hiện nay nhân dân cũng đang nuôi thêm những cái nhánh mới đây. Và chính là ở cái gốc đa cũ đấy, thì bây giờ là cái cửa tò vò để mở ra trước cửa đền Đức Mị Châu. Mà hôm nay là mùng 7 tháng 8, 6 ngày nữa là đến ngày 13 tháng 8 thì toàn bộ nhân dân Cổ Loa là có cái lệ là ăn sêu bà chúa. Lúc bây giờ là không có ăn cơm mà chỉ là ăn. Lộ 1, trên đường đi từ thị xã Ninh Bình tới Hà Nội. Tại vị trí này cách khoảng 5 cây số thị xã Ninh Bình, chúng ta có thấy một con đường nhỏ trước mặt đi vô vùng Hoa Lư, có hai nơi thờ Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành. Trước mặt chúng ta là núi Mã Yên, nơi có mộ Đinh Tiên Hoàng Đế.
ngay cạnh núi Mã Yên là cổng vào đền thờ Đinh Tiên Hoàng. Xin ông thì là cho biết là khi nào thì bắt đầu có ngôi đền này? Toàn bộ khu vực ngôi đền này là đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Sau khi nhà Lý rời đô thì bắt đầu lập đền miếu, tức là có từ thời Lý xây dựng năm 1010. Trải qua các cái triều đại dòng họ phong kiến khác nhau thì các ngôi đền người ta lại trùng tu tôn tạo sửa chữa theo từng thời kỳ. Ngày nay hiện trạng cái kiến trúc đang có được xây dựng lại vào thời Hậu Lê, theo bia đá là vào năm Chính Hòa thứ 17 dưới thời Lê Quang Hưng, thì nhân dân mình trùng tu làm lại ngôi đền như ngày nay, và đặc biệt là xoay đổi hướng đền về phía đông. Thế tra cái niên biểu Chính Hòa 17 tức là vào năm 1696. Như vậy cái kiến trúc đền miếu này được xây dựng cách đây 300 năm. Thế đền được xây dựng trên cái nền móng của cung điện xưa. Qua các cái đợt khảo cổ học thám sát, người ta đào sâu dưới vị trí khoảng 0,98 m đến 1,5 m, thì mới bóc lên các phế tích của thời Đinh Lê. Hay nói tóm lại là tầng văn hóa Đinh Lê đã nằm sâu dưới lòng đất này với độ sâu như vậy, bởi vì do cái phong hóa của tự nhiên và mặt khác biển trước kia nó gần lại nơi này. Đấy. Cái vị trí của hai ngôi đền Đinh Lê ngày nay là nằm trên một cái móng của cung điện chính. Theo sử ghi và các phế tích địa danh để lại, gọi nơi này là Điện Đại Vân, tức là cung điện chính dùng để làm nơi thị triều bàn bạc việc nước của quan quân thời Đinh Lê. Đấy là nằm ở vị trí bãi đất bằng phẳng của hai ngôi đền này. Thế cung điện và các kiến trúc đền miếu cũ quay về hướng bắc, tức là thẳng cái phía núi cột cờ kia. Núi đó rất giống hình cái cột cờ là nơi cắm cờ của kinh thành Hoa Lư thời trước. Song ngày nay cái kiến trúc đang có lại quay hướng đông. Thời phong kiến quay hướng bắc phần nào thể hiện cái lệ thuộc triều cống. Nước ta là nước nhỏ, chư hầu là tướng của phương bắc. Đến thời Hậu Lê, tức là cái độc lập tự chủ nó đã mạnh mẽ, cho nên cha ông mình mới xoay đổi hướng đền về phía đông như ngày nay. Trên việc xoay hướng đền xong thì cha ông ta có ghi một cái bức đại tự tại cổng đền Vua Đinh. Cái cổng xây nhỏ ngoài đường để các bác vào, ở mặt phía ngoài có bốn chữ Hán ghi là Bắc Môn Tỏa Thượng. Bắc tức là phía bắc phương bắc, môn là cổng hay là cửa, tỏa là chìa khóa, thượng là ổ khóa. Ý muốn nói dùng khóa và chìa khóa để khóa chặt cửa phía bắc lại. Như vậy phải chăng sâu xa đó là cái kinh nghiệm chống xâm lăng phương bắc hàng nghìn đời này mà cha ông mình đúc kết lại, ghi lên đó muốn răn dạy con cháu mai sau, tức là phải cảnh giác để phòng đối phương bắc. Thế toàn bộ ngôi đền Vua Đinh Tiên Hoàng được xây dựng kiến thiết theo kiểu nội công ngoại quốc, tức là bên trong chữ công, bên ngoài chữ quốc. Đường ra lối vào và các sân lát gạch là hình chữ vương. Đấy, cái cổng ngoài cùng đầu tiên gọi là Ngọ Môn Quan, chữ Hán nghĩa là cổng phía ngoài của triều đình hay là cổng nhà vua. Đấy, cái nhà đầu tiên gọi là Nghi Môn Ngoại, nhà trong giữa là Nghi Môn Nội, tức là thay cho các cái cổng các cửa quan trong đền miếu. Nơi này là nơi sắp sửa lễ vật, sửa trang trước khi vào đây. Một ngôi nhà khoảng 5 gian là nơi gọi là nhà vọng để các cụ họp bàn việc tế lễ thời trước. Bên phải đối diện là nhà Khải Thánh, nơi thờ vương mẫu vương phụ, tức là cha mẹ vua thời trước. Đấy, sau các cụ lại dựng cả bát hương lên đền chính để thờ. Là nhà bia, gồm có 3 bia đá, tức là bia công đức trùng tu tu sửa đền qua từng thời kỳ. Bia thứ nhất tức là Chính Hòa 17 là sửa chữa xoay hướng đền. Bia thứ hai là Thành Thái thứ 10 thì kê kích nâng cao đền Đinh cùng đền Lê bên ngoài bằng các hệ thống đá chạm trổ ở dưới chân cột. Bia thứ ba là Thành Thái thứ 12 thì xây cất các tường xanh bao quanh ngôi đền này. Thế qua hai cột trụ vào trong sân
này gọi là sân rồng hay là sân trầu. Nơi này các cụ dùng để khánh tiết các nghi lễ trong các cái hội lễ tưởng nhớ lại những người anh hùng dân tộc Đinh Tiên Hoàng. Toàn cảnh sân rồng này đã thường giới thiệu quay trên hai cái phim vô tuyến Thái Hậu Vương Văn Nga và Nhất Chính Nhị Lan. Khu vực ở chính giữa có một cái sập đá gọi là Long Xà, là nơi tượng trưng những vua gia làm việc. Nhưng cái mục đích nhân dân mình quay cái nơi này là nơi trang trọng nhất để tế lễ. Trong các cái hội lễ thì người ta đặt một cái kiệu và một cái ngai tượng trưng, ngai của nhà vua tượng trưng. Xung quanh các hàng lỗ đá xây sẵn ở sân là cắm các khí cụ trong đền, cờ lau lọc, bát biểu, lung đao, giáo mát. Nói chung, ví dụ hàng cắm thanh long đao tức là đại diện như quan bộ, hàng cắm bát biểu là quan văn, hoặc thông tin là cờ lệnh, vân vân, và lặp lại cái nghi lễ tế lễ tưởng nhớ lại công đức người anh hùng dân tộc. Quái đường nơi thờ chung các duy vật để dùng trong các cái hội lễ thì các duy vật này đưa ra cái sân rồng bên ngoài bày đặt ở đó và thực hiện cái nghi lễ tế lễ tưởng nhớ lại công đức người anh hùng dân tộc. Thông qua các di vật ở đây lại nhắc lên cái việc làm công đức của nhà vua. Bức đại tự lớn ghi ba chữ Hán là chính thống thủy, tức là mở nền chính thống hay một nền chính sự mở ra. Ý muốn nói cái công việc làm của nhà vua là cố công dẹp loạn và thống nhất đất nước ta lần đầu tiên. Tên của nước mình thì có từ các vua hùng dựng nước, nhưng là một quốc gia phong kiến độc lập tự cường tính từ thời Đinh Tiên Hoàng. Khi thống nhất đất nước thì ngài lại tự xưng là tiên hoàng đế, tức là hoàng đế đầu tiên của đất nước ta. Chứ nhắc lại cái việc xưng đế đó thì ở trong cái khám kính dựa, nhân dân ta thờ một cái mũ gọi là mũ hoàng đế, hay chữ Hán là bình thiên. Bình là bằng hoặc là ngang, thiên là trời, tức là muốn ví cái công đức của ngài lớn như trời biển. Sau đó lại đổi tên nước ta là nước lớn Đại Cô Việt, tức là ngang với Đại Tống, Đại Đường, Đại Hán lúc đó. Nên toàn bộ các câu đối ở đền này là ca ngợi chung về cái sự nghiệp dẹp loạn thống nhất đất nước, và so sánh với các cái thời trước Hùng Vương và Trưng Bà Triệu và Ngô Vương Quyền. Riêng một câu ở cửa, câu này tiêu biểu nói lên cái tự hào dân tộc hay đề cao cái độc lập tự cường. Cái vế thứ nhất chữ Hán ghi là Cồ Việt Quốc Đương Tống Khai Bản, tức là nước Cồ Việt lúc đó cũng phải ngang với niên hiệu đầu tiên của nước Tống. Vế đối thứ hai ghi là Hoa Lư Đô Thị Hán Tràng An, tức là kinh đô Hoa Lư này cũng ngang với kinh đô Tràng An của nhà Hán, gọi là chính cung hay là chính đợt, nơi thờ chân dung bốn pho tượng là bốn cha con của nhà vua. Pho tượng ở chính giữa là Đinh Tiên Hoàng Đế, vua Đinh ở ngôi 12 năm, hưởng thọ 56 tuổi. Việc làm là người anh hùng dân tộc, có công lớn dẹp loạn thống nhất đất nước, quy tụ đất nước về một mối, và là Tiên Hoàng Đế, tức là hoàng đế đầu tiên của đất nước ta. Trên với cái công đức lớn lao của ngài thì cả hai ngôi đền vua Đinh và vua Lê có một mình pho tượng của nhà vua bằng kim loại, tức là bằng đồng. Còn các tượng khác đều bằng gỗ cả. Người bên phải là con trai cả Nam Việt Vương Đinh Liễn. Đinh Liễn là người có tài xông pha chặt mạc, từng đi đánh giặc thống nhất đất nước với vua. Qua các cái đợt khảo cổ học, người ta tìm thấy hàng loạt các cột đá tại khu vực chùa Bà Ngô của xã Trường Yên. Các cột đó là cột Kinh Lăng Nghiêm bằng tiếng Phạm Ấn Độ, nói về đạo Phật của đất nước mình. Trên đó các cái dòng lạc khoảng có cột còn ghi rõ vào năm Quý Dậu, tức năm 973, Nam Việt Vương Đinh Liễn kính dựng hàng trăm cột kinh Phật tiến vào các chùa chiền miếu mạo của kinh thành. Bên trái bác chuyển sang phía ngoài là con trai thứ Đinh Hạng Lan. Đinh Hạng Lan
thì được vua yêu mến hơn phong làm hoàng thái tử, nghĩa là sau này vua mất thì Đinh Hạc Lang con thứ được nối ngôi chứ không phải con cả là Đinh Liễn. Cho vì cái ngai vàng và cái quyền lợi sau này thì Đinh Liễn lại cho một tay chân thân tín là giết người em để chiếm lại cái quyền nối ngôi sau này. Pho tượng thứ ba người ngồi bên trong là Đinh Toàn, trong kịch bản phim gọi là Ấu Chúa, lúc ấy còn nhỏ mới 6 tuổi. Thế theo sử thì vua và Đinh Liễn sau một cái bữa tiệc ở cung điện vào rằm tháng 8 năm 979 thì hai cha con bị ngộ độc mất cả, do Đỗ Thích là nội chi hầu nhân, tức là người trông nom bếp núc. Theo một cái điềm đêm nằm mơ thấy một ngôi sao rơi vào miệng thì tưởng rằng cái điềm ấy là Phát Thích Sinh Vương cộng với các phe phái bên ngoài kích động, cho nên nhân cái tiệc rằm tháng 8 thì khởi động giết vua. Như vậy trong một năm, tức là năm 979, thì vua, con cả, con thứ đều mất cả. Lúc đó nhà Đinh chỉ còn người con út là Ấu Chúa Đinh Toàn 6 tuổi lên ngai vàng làm hoàng đế. Theo quy luật phong kiến Việt Nam là cha truyền con nối, con vua thì lại là vua. Nhưng một ông vua mới 6 tuổi thì cái tất yếu không thể đảm nhiệm nổi công việc của đất nước quốc gia. Trên tóm lại, dưới triều của Ấu Chúa, đất nước ta lại trở lại cái hoạn nạn các tướng các quan không phục tùng tuân thủ, tranh giành quyền lợi ngôi báu. Lợi dụng ở trong nước rối loạn thì giặc Tống ở phương Bắc lại chia quân làm ba đường Bạch Đằng, Chi Lăng, Tây Kết kéo sang xâm lược đất nước ta. Trước nguy cơ của đất nước như nghìn cân treo sợi tóc thì lúc đó bà mẹ là Thái hậu Dương Vân Nghe đã đứng lên tuyên bố thay con nhường ngôi cho người nào có tài đánh giặc để thống nhất đất nước. Và toàn triều đình lúc ấy họp theo cái tiến cử của quan quân tứ trụ là Suy Tôn Thập Đạo tướng quân Lê Hoàng, tức là vua Lê Đại Hành ở đền Thứ Hoàng. Để hợp với lòng lính lòng dân thì Dương Vân Nga chạy vào cung lấy áo long bào khoác lên vai Lê Hoàng và trao gươm báu cho Lê Hoàng. Như vậy trong cái bối cảnh lịch sử đó thì triều đại của nhà Đinh kết thúc từ đó và chuyển sang giai đoạn vua Lê Đại Hành. Thế bà Dương Vân Nga là hoàng hậu nhà Đinh thì sau 3 năm đoạn tang Đinh Tiên Hoàng, bà lại tái giá với vua Lê Đại Hành. Cho nên theo cái nho giáo phong kiến Việt Nam ta, tức là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, nghĩa là đi lấy chồng thì phải theo chồng. Chính vì cái quan niệm đó mà tượng của bà Dương Vân Nga không được thờ với vua Đinh ở bên này, mà hiện là đang thờ đền ngoài với vua Lê Đại Hành. Thời trước các cụ có cái truyền thuyết nói là thờ tượng bà Dương Vân Nga với vua Đinh. Xong một lần do ông An Phủ Sứ là Lê Thúc Hiền đến thăm đền, thấy thờ như vậy không hợp với cái lễ giáo phong kiến của Việt Nam, cho nên lập tức ông ta về trình với quan trên và rước tượng của bà Dương Vân Nga lên kiệu, chuyển sang đền thờ vua Lê Đại Hành với người chồng thứ hai sau này. Trên tương truyền các cụ nói khi mà đưa pho tượng của bà Dương Vân Nga lên kiệu ra ngoài thì lại sợ toát mồ hôi ra, và để tỏ lòng nhung nhớ đối với nhà Đinh thì bà Dương Vân Nga tượng thờ đền Lê là chịu thiệt thêm con, tức là không được thờ ở bên tả mà phải thờ bên hữu để hướng mặt nhìn lên đền vua Đinh để tỏ lòng nhung nhớ đối với nhà Đinh chứ không quay lưng lại. Cũng như lúc sinh thời đấy, có cái truyền thuyết nói bà Dương Vân Nga sinh ra thì khóc giã đề 3 tháng liền, đến khi có một ông đạo sĩ đi qua cho một cái bùa thuốc bằng hai câu thơ đốt lên hòa ra nước uống, lúc đó mới khỏi khóc. Nội dung hai câu thơ đó tức là nín đi thôi, nín đi thôi, một thân gánh vác hai vai sơn hà, tức là hai đời chồng đều làm vua cả. Cách đền thờ Đinh Tiên Hoàng về phía bắc khoảng 100 mét, người ta sẽ thấy đền Lê Đại Hành, trong đó có tượng Thái hậu Dương Vân Nga. Đây là tham quan ba gian mặc tiền vào đền thờ Lê Đại Hành. Xin giới thiệu, ở đây là đền thờ vua Lê Hoàng, tức là ở trong điện thờ có ba cung. Khu thứ nhất là khu thứ nhất, tức là thờ quan lễ trình. Khu thứ hai tức là thờ tứ trụ của nhà Lê, vào điện chính cung tức là thờ đức vua. Vua Lê Hoàn đi thống nhất đất nước, đánh quân Tống đi cưỡi, ngài cưỡi bằng voi, cho nên trước cửa điện
tượng trưng hai cái ngà voi. Và trên đại tự ghi là Trường Xuân Linh Tích, tức là dấu thơm muôn thuở, ghi lại công đức của ngài đã đánh thắng quân Tống. Khu thứ hai tức là xin giới thiệu là nơi thờ tứ trụ công đồng của nhà Lê, và trên điện thờ có bốn bức tranh tứ quý xuân hạ thu đông. Đây là Hạ Ban, tức là thờ Hạ Ban, tức là thờ quan thần tài, tức là hai bên là có hai ông người xiêm xiên thành ngồi chầu ở thờ quan đệ hai bên. Ngài thiên về đạo Phật, cho nên là hình dung tạc tượng ngài là mặt to tai lớn, môi mỏng theo nhân chủng, tai to mặt lớn theo nhân chủng, theo đạo nhà Phật, tay thấp. Xin giới thiệu là bà Thái hậu Dương Văn Nga, vua cha ngồi ở giữa thì mẹ phải ngồi ở bên tay phải, nhưng các cụ ở Trường Yên lại xoay lại hướng tượng của bà Thái hậu Dương Văn Nga để ngồi ở bên phía trái, tức là thiệt hơn con, nhưng để mặt và ngưỡng vọng nhìn về đời chồng trước là Đinh Tiên Hoàng và ngưỡng vọng vào vua Lê Hoàng. Nếu để ngồi về bên tay phải thì bà ngoảnh lưng về trên thượng miếu, tức là đời chồng trước không được. Cho nên các cụ lý do thế, các cụ đã xoay lại hướng tượng của bà Thái hậu Dương Văn Nga. Xin giới thiệu, ở bên phía bên tay phải ngồi tức là con trai của nhà Lê, ông là tên là Lê Long Định, tức là Lê Ngoại Triều. Ngài ra Thiết Triều, tức là ngài bị mắc bệnh cột sống, cho nên là ra Thiết Triều ngài nằm tiền hô hậu hết, cho nên ngài ở ngôi hưởng thọ được có 24 tuổi, mà như thế là ở ngôi được có 4 năm. Sau đến khi mà ông Lê Ngoại Triều mất đi thì cửa điện vào thế kỷ 010, cửa điện của nhà Lê mở cánh, tức là khi tứ trụ và các nhà trí thức tiến vào trong triều thì lại nhất nhất suy tôn cửa điện tiền, tức là tứ trụ của nhà Lê rơi vào ông Lý Công Uẩn. Truyền thuyết ông Lý Công Uẩn được lên nối tiếp ngôi Lê Long Lĩnh, lại là phò mã của nhà Lê, tức là lấy bà Phất Ngân, con gái của bà Thái hậu Dương Văn Nga sinh ra. Khi mà ngài lên nối tiếp ngôi, ngài ở đây đồng đất chật hẹp, sông núi hiểm trở, đô về thành Đại La, tức là Thăng Long Hà Nội bây giờ. Ngài về năm kia kỷ niệm, tức là 982 năm, ngôi điện được xây dựng vào cuối đời Lê sang đầu đời Lý, tức là 1025 năm. Ba pho tượng thờ ở trong điện chính cung được tạc vào hoàng định thứ cách ta là 400 năm. Khu vực kinh đô Hoa Lư với giá trị vốn có là một vùng rừng núi trùng điệp, là quê hương của Đinh Bộ Lĩnh tập trận cờ lau lúc còn tuổi nhỏ. Cho nên nhà Đinh lấy Hoa Lư làm thủ đô là phù hợp với điều kiện tình hình đất nước lúc đó, thuận về quân sự, tiến có đường ra, lui có thế giữ. Đến nhà Lý lên ngôi, lúc đó bối cảnh đất nước đã thái bình. Trong một cái đợt đi kinh Lý về đồng bằng châu thổ sông Hồng,
nhà Lý thấy rằng nơi đó đất đai màu mỡ, bằng phẳng kỳ nhiêu, địa hình long triều hổ phục. Đêm nằm lại mơ thấy có một con rồng từ dưới đất bay lên. Cho nên về Hoa Lư, nhà Lý mới quyết định làm một vài chiếu rời đô về Đại La. Và sau đang ở trên cái chỗ ngã ba sông Đuống, sông Hồng. Cái đồng bằng Bắc Bộ này người ta cứ thường nói rằng thì là cái châu thổ sông Hồng, nhưng mà nó trong lịch sử của nó là nó có ba cái chặng đường hình thành. Cái đỉnh thứ nhất của tam giác châu Bắc Bộ ấy là Việt Trì, và nơi đó trùng với lại cái nơi gọi là tương truyền là kinh đô của vua Hùng. Còn ở cái ngã ba sông Đuống sông Hồng này ấy là cái đỉnh thứ hai của tam giác châu Bắc Bộ, và do đó mà nó rất là gần cái kinh đô Cổ Loa. Trên một ý nghĩa nào đó thì Cổ Loa là cũng là cái trung tâm chính trị thứ hai của đất nước, tức là nước Âu Lạc cổ, là ở cái ngã ba sông Đuống sông Hồng. Và đến cái đỉnh thứ ba của tam giác châu Bắc Bộ ấy là cái thị xã Hưng Yên bây giờ, tức là cái chỗ mà Phố Hiến. Và đến tháng 12 này là có cái cuộc hội thảo quốc tế về Phố Hiến, là một cái cảng sông ở thế kỷ thứ 17. Trước mặt chúng ta đây chính là cầu Đuống. Từ cầu Đuống mà chúng ta đi sang Cổ Loa chỉ còn có mấy km nữa thôi. Ta theo các cái nhà thủy văn học ấy thì sông Đuống ngày xưa ấy, nó vẫn là cái nhánh sông chính của sông Hồng. Và thực ra bây giờ theo các nhà thủy văn học ấy thì 2/3 nước sông Hồng cũng vẫn dồn về sông Đuống. Bên kia sông Đuống trước mắt chúng ta chính là kinh thành Thăng Long, mà ngày xưa thì các nhà vua không thể đóng đô ở đó được, như tôi đã thưa, tức là nước Văn Lang cổ thì phải đóng đô ở cái đỉnh của tam giác châu Bắc Bộ là Bạch Hạc Việt Trì, và đến đời vua Thục An Dương Vương thì đóng đô ở cái đỉnh thứ hai là ngã ba sông Đuống sông Hồng. Phải chờ đến thế kỷ thứ tư thì ở Hà Nội trước mắt chúng ta đấy mới là mọc lên cái huyện Tống Bình, rồi đến thế kỷ thứ 8 mới là An Nam đô hộ phủ, và phải đến đầu thế kỷ thứ 11 mới là trung tâm của cả nước Đại Việt. Đây là cảnh sông Hồng phía đông đông bắc của Thăng Long. Trên bến dưới thuyền, đi về phía thượng lưu một chút, ta sẽ thấy bến Đông Bổ Đầu. Về phía phố Hàng Than ngày nay, thank you.
Tông Hồng rất hiền hòa, nhưng đôi khi rất dữ dội, gây nhiều lũ lụt cho Thăng Long. Nên nhà Lý phải đắp đê. Đê đầu tiên là đê Cơ Xá, cảnh ngoài đê, đê Cơ Xá. Như tôi đã nói, Hà Nội xưa là được giới hạn về phía đông bởi sông Hồng và về phía tây bởi sông Tô Lịch. Sông đây là một đoạn của sông Tô Lịch, nhưng mà cũng đáng buồn là nước sông Tô ngày xưa thì vừa trong vừa mát. Em ghé thuyền anh lại sát thuyền em, rừng trèo mới ngỏ tâm tình, sông bao nhiêu nước thương mình bấy nhiêu. Nhưng mà dưới thời thuộc địa thì là Pháp đã lấp cái cửa sông Tô Lịch là ở cuối phố Hàng Buồm, và do đó mà sông Tô Lịch không nhận được nước của sông Hồng Hà nữa, cho nên con sông nó cứ hẹp dần và nó trở thành ra một con sông chết. Bây giờ thì nhà dân lại còn lấn chiếm cả hai bên bờ sông nữa, cho nên bây giờ nó chỉ còn là một con lạch thoát nước. Nhưng mà trong kế hoạch cải tạo của thành phố thì các cấp chính quyền của thành phố đã khơi được một đoạn sông Tô Lịch ở phía tây nam. Còn cái đoạn này chúng tôi hy vọng rằng tương lai thì là cũng sẽ được khơi lại để cho nước sông Tô lại vừa trong vừa mát như ngày xưa, hay là sông Tô nước chảy trong ngần, con thuyền buồm trắng lại gần lại xa. Ngoài sông Thăng Long còn có rất nhiều hồ, từ hồ nọ tới hồ kia nối liền bằng các ngòi lạch. Người dân Thăng Long xưa đi lại bằng thuyền. Hồ lớn nhất ta phải kể đến Hồ Tây, còn gọi là Hồ Dâm Đàm. Tiêu biểu nhất cho Thăng Long là Hồ Hoàn Kiếm, còn gọi là Hồ Lục Thủy. Ở khu vực Hồ Tây có chiếc con thuyền buồm đỏ đó, và sau đó đi qua đường Cổ Ngư, nay gọi là đường Thanh Niên, thì ở bên này là hồ Trúc Bạch. Đằng xa kia là nhà thờ cửa Bắc và nhà máy điện Yên Phụ, và trước mặt chúng ta đây là cái đền mang tên là đền Cẩu Nhi, hay là đền chó mẹ chó con. Đây là một sự tích rất là kỳ thú về việc dựng đô, bởi vì như chúng ta đều biết là người sáng lập ra kinh thành Thăng Long, người đã rời đô từ Hoa Lư về cái mảnh đất này là Đức Lý Thái Tổ Công Uẩn, người sinh năm Nhâm Tuất, gọi nôm na là sinh năm con chó. Và cái năm 1010 là năm rời đô, là năm Canh Tuất, cũng là năm con chó. Vì thế cho nên người xưa có cái tục lệ
là dùng chó để giữ nhà và dùng chó thần là để yểm, là giữ cả cái mảnh đất thần thánh này. Cho nên là người đã xây dựng đền Cẩu Mẫu Cẩu Nhi. Trước mặt chúng ta đây chính là đền Cẩu Nhi, tức là đền chó con. Chó mẹ chó con là một đôi, vừa ứng với lại tuổi của Đức Lý Thái Tổ Công Uẩn, người sáng lập ra kinh thành Thăng Long, và vừa ứng với cái năm rời đô là năm Canh Tuất 1010. Chỉ còn mấy năm nữa đến năm 2010 là chúng ta kỷ niệm 1000 năm thành lập kinh thành Thăng Long Đông Đô Hà Nội. Nó hình thành cái tứ chấn. Chấn phương đông là đền thần Bạch Mã, chấn phương tây là đền thánh Linh Lang, chấn phương nam là đền Đức Cao Sơn, và đây là chấn bắc, ở đời Lý gọi là quán Bắc Đế. Và bây giờ chúng ta thấy ở trên tam quan ghi là Chân Vũ Quán. Đây là vị thần chấn phương bắc của kinh thành Thăng Long Đông Đô Hà Nội. Ở trước đền Chân Vũ, tức là cái tứ chấn ở phía bắc, thì có nhiều câu đối. Tôi xin đọc một câu điển hình: Thánh đại hoài nhu, thần linh hiệp tán. Thánh đại hoài nhu, thần linh hiệp tán. Bên kia là cố đô danh thắng, sơn thủy hồi hoàn. Ý nghĩa của nó tức là công ơn và cái linh thiêng của thánh thần là để mà hỗ trợ cho cái thế lực ở trần gian để bảo vệ cho cái kinh thành. Và đây là một cái danh thắng của cố đô Thăng Long, cho nên thì là cả núi cả sông là đều bao bọc quanh nó. Cho cái phần thọ, tức là phần sống lâu, là ăn đào là để mà sống lâu bất tử đấy. Còn bên tay trái quả lựu, quả lựu thì là màu đỏ và ở bên trong có rất là nhiều hạt, cho nên nó tượng trưng cho lộc và tượng trưng cho phúc. Vì thế cho nên thì là đây là hai cái biểu tượng của phúc lộc thọ. Đây là quang cảnh bên trong tam quan của quán Chân Vũ hay là cái quán Bắc Đế của thời Lý. Chúng ta thấy những cái cây muỗng cổ thụ mà hôm trước tôi khi ở Chùa Láng tôi cũng đã nói rằng những cây muỗng cổ thụ này là được trồng từ thời Lý Trần. Các vua nhà Lý và nhà Trần rất là chăm trồng cây, và nhất là nhà Trần đã có một năm hạ lệnh trồng liền 500 cây muỗng. Cho nên thì là cụ Hà Nội học Lão Thành Hoàng Đạo Thúy rất là mê những cái cây muỗng ở trong cái đền quan thánh này. Thank you.
Tôn vinh hai cái báu vật của Thăng Long là Phật đá Cầu Đông, tượng đồng Trấn Võ. Đây là pho tượng đồng Trấn Võ do thợ đúc đồng Ngũ Xã. Đây là cũng là vùng Ngũ Xã, tức là một cái làng nghề, một cái phố nghề đúc đồng truyền thống của Hà Nội đúc ra. Pho tượng cao 3m96, nặng hơn 4 tấn. Chúng ta thấy đây là hình ảnh điển hình của vị thánh Trấn Bắc, tay trái giơ lên trước ngực để bắt quyết và tay phải là chống gươm xuống lưng rùa, và xung quanh là có thân rắn quấn. Đây là một công trình nghệ thuật về đồ đồng là nổi tiếng từ năm 1677. Nhưng khi mà đến vào đây để mà lễ thánh thì bao giờ cũng lấy tay xoa vào ngón chân cái của ngài để cầu phúc, cho nên ngón chân cái của ngài bao giờ cũng là toàn bộ là tượng là đồng đen, và ngón chân cái của ngài bao giờ cũng rất là sáng. Là một cái phường đúc đồng nổi tiếng của Hà Nội, tập trung dân 5 xã ở vùng Hè Nôm Kinh Bắc xưa tới đây để mà phục vụ các cái nhu cầu của kinh thành Thăng Long. Và đây trước mắt chúng ta đây chính là hình ảnh vị vừa là đạo sĩ vừa là người thợ cả, cái người đã chỉ huy đúc nên pho tượng đồng Trấn Võ nổi tiếng mà chúng ta vừa mới chiêm ngưỡng lúc nãy. Đây là bia nói về thành tích Đức Cao Sơn Đại Hưng có từ đời Hồng Thuận. Ngài hoạt động từ đời vua Hùng Duệ Vương thứ 18, đã có công đi đánh giặc ở phía Bắc, cho nên khi ngài mất đi đã được thờ ở đây. Và đời Lý Công Uẩn rời đô ra Thăng Long thì cái bia này và cái đình này nó thuộc về tứ chân Thăng Long. Vâng, cái bia này có từ đời Hồng Thuận Nhị Liên, tức là 1510 cho đến ngày nay. Và cái bia này có ca ngợi về công lao của Đức Cao Sơn Đại Vương đã giúp triều đình, cho nên đã đánh giặc giành lại thắng lợi. Cho nên khi vua Lê Tương Dực đã giao nhiệm vụ để xây cái bia này và tạc cái bia này từ năm 1504 đến năm 1510 thì cái bia thành công. Và khi Lý Công Uẩn rời đô ra Thăng Long thì Đức Cao Sơn Đại Vương là người có công giúp tổ quốc đánh giặc nước ngoài và đã được phong là một vị thần rất thiêng để trấn tứ chấn Thăng Long, tức là trấn Nam Phương. Sông Tô Lịch nó chạy từ ở Bưởi về đến đây. Khi Lý Công Uẩn thành lập thủ đô Thăng Long thì Hải Thượng Lãn Ông thường ra chữa bệnh cho chúa Trịnh. Đó là lịch sử của cái sông Tô Lịch. Và tôi xin giới thiệu tiếp, đây là cổng đình trông về hướng nam, có hai ông sấu đại diện cho cái đỉnh Kim Liên là nơi trang nghiêm. Giới thiệu bên nãy, đằng trước là cái ngôi tam quan có bức đại tự ba chữ Tối Linh Từ, nói nên sự thiêng thần thiêng của trấn Nam Phương là vị Cao Sơn Đại Vương. Và bên trong cái bức đại tự đó
có ba chữ Trấn Nam Phương nói lên cái vị trí của vị thánh ở đây là có trách nhiệm bảo vệ thành Thăng Long. Thánh là cháu. Và trên ngôi đền ý thì có những hòn gạch vồ từ đời nhà Lê đã xây dựng từ đời nhà Lê và có hai con rồng bằng đá. Đông là đền Bạch Mã, trấn phía tây này đây tức là đền Voi Phục hay là đền Thủ Lệ, trấn phía nam là đền Cao Sơn mà chúng ta đã xem qua rồi, và trấn phía bắc tức là quán Trấn Vũ tức là đền Quan Thánh. Đây là trước mặt chúng ta, đây là cái hồ Linh Lang, nó kéo dài suốt từ đền Thủ Lệ này cho lên đến tận Kim Mã và qua đền Kim Mã sang bên Đầm Khế nữa. Và trước mặt chúng ta đây là cổng đền Voi Phục với lại đôi câu đối rất là có ý nghĩa. Đôi câu đối tôi xin đọc ở bên tay phải là: Thiên Nam Cổ Tích Địa, Thượng Đẳng Tối Linh Từ. Tức là ở cõi trời Nam này, đây là một cái nơi cổ tích, và đây là thờ đền thờ Đức Thượng Đẳng Tối Linh Thần. Thưa bác thôi. Quỳ phục trước hai cửa đền của ngài. Vâng, chúng ta đang thấy trải phía trước mặt của chúng ta là hồ Linh Lang. Và ở đằng phía cuối của hồ Linh Lang là những tòa nhà cao tầng và những cái cần cầu đang xây dựng những cái công trình cao tầng mới của một Hà Nội đang ở trong quá trình đô thị hóa. Và một cái sống đất ở bên hồ, ngày xưa là đê và bây giờ thì là nhà nước biến thành ra một cái công viên và là một cái sở thú. Và cứ men theo cái hồ này và cái đường đê đó, chúng ta dần dần sẽ tới cái khu vực của cái cầu bắc qua hồ Linh Lang này. Và qua cái cầu bắc qua hồ Linh Lang này, chúng ta nhìn thấy phía trước mặt của chúng ta là tòa đền của Đức Linh Lang Đại Vương, hay là còn gọi là đền Thủ Lệ. Tôi xin nhắc lại, đây là một trong tứ trấn của Thăng Long và đây là vị thánh trấn phía tây của thành Thăng Long, của thánh địa Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Chúng ta đang ở giữa ngã tư Hàng Buồm, Hàng Dày, tức là giữa lòng 36 phố phường Hà Nội, và bên tay phải của tôi là di tích đình Bạch Mã đã được nhà nước xếp hạng. Và ở bên ngoài cửa tam quan là có bức đại tự đề năm chữ là Bạch Mã Tối Linh Từ. Đây là ngôi đền của thần Bạch Mã, cũng là thần trấn giữ phương Đông, là một trong tứ trấn
của Thăng Long Đông Đô Hà Nội xưa. Ở đền là một đôi câu đối làm ở năm Quý Mão. Tôi xin đọc cái vế phía bắc, phía bên tay phải: hiển hách thần uy, nhất giả linh phong đăng bảo mã. Tức là uy linh của thần rất là hiển hách, chỉ trong một đêm thôi và một ngọn gió thiêng ngồi ở trên cái con ngựa quý để chỉ vẽ cho Đức Thái Tổ Lý Công Uẩn về cái cách xây dựng thành Thăng Long. Vế câu đối bên tay trái tôi là: huy hoàng hỏa đức, thiên thu vượng khí chấn Thăng Long. Đây là một cái đức rực rỡ như là lửa, rất là huy hoàng, và muôn nghìn thu cái vượng khí nó vẫn là chấn giữ được cái thành Thăng Long, tức là Hà Nội của chúng ta ngày hôm nay. Đây là bức đại tự có 5 chữ là kỳ phúc chúc thánh trường, tức là cầu phúc và chúc Đức Thánh luôn luôn là trường thọ. Còn đây là bức đại tự của các nhà kinh doanh Hoa Kiều ở phố Hàng Buồm cung tiến vào đền Bạch Mã vào năm Đồng Trị thứ 8 vào mùa đông, có 4 chữ là duy lập trụ tôn. Vâng, bên trong tòa điện chúng ta thấy cái bức đại tự rất là đẹp và có 4 chữ vô cùng có ý nghĩa. Tôi xin đọc là Đông Trấn Chính Từ. Đây là cái ngôi đền chính thờ cái vị thần trấn giữ cái phương đông của Thăng Long Đông Đô Hà Nội. Nhà Lý xây dựng và Đức Đại Vương ở đây đã là quốc đô Định Bang thành Hoàng Đại Vương từ đời Lý, nhưng mà sang thời Trần thì là Đức Thượng Tướng Thái Sư Trần Quang Khải đã ghé ngôi đền này và đã có thơ. Trước mắt chúng ta đây là bài thơ làm vào năm Long Phi Đinh Hợi mùa hạ Cốc Nhật. Đấy, có cái chữ là cung thuật lại Thượng Tướng Thái Sư Trần Quang Khải. Là Hưng Đạo Tiên Sinh thi đề. Nhưng mà thật ra đây là Tích Nhàn Nhân Đạo Đại Vương Linh, Kim Nhật Phương Chi Quỷ Mị Kinh, Hỏa Tụ Tam Khu Than bất cập, là cái lửa cháy tất cả cái khu này nhưng mà không bao giờ cái đền này có thể cháy được. Vâng, phong trần nhất trận phiến nan khuynh, không có thể nào làm đổ được cái ngôi đền này. Vâng, chỉ huy quỷ mị tam thiên chúng, tức là Đức Thánh Đại Vương ở đây là chỉ huy toàn bộ cả 3.000 những cái linh hồn ở dưới phủ cũ, và đạn áp chư ma, vâng, bách vạn binh, tức là người chỉ cần một cái đạn thôi, một cái phát tên phát đạn thôi là có thể làm cho tất cả bách vạn binh của ma đều là phải bay chạy cả. Cho nên nguyện trượng dư uy thôi bắc địch. Đây là Đức Trần Quang Khải trước khi đi đánh giặc Nguyên Mông là cầu mong rằng Đức Thánh ở đây
là có cái dư uy thì là cùng giúp để trừ cái giặc Bắc. Vâng, để mà lại linh tẩm vũ yến nhiên thanh, để làm cho đất nước là luôn luôn là được lại là trong sạch và thanh bình như trước. Vâng, đây là một trong hàng chục tấm bia của đền Bạch Mã Linh Từ của chúng ta. Nhưng mà tấm bia này nó có cái giá trị là nó ghi rất rõ là đây là Hà Nội tỉnh Hoài Đức Phủ Thọ Xương huyện Đông Thọ Tổng Hà Khẩu Phường, tức là cái phường ở cửa sông Tô Lịch. Và đây là Mật Thái Bắc Thượng Bắc Hạ Tam Giáp. Đấy, là cái phường này có ba giáp, gọi là giáp Mật Thái, giáp Bắc Thượng và giáp Bắc Hạ. Tam giáp ấy đều phụng thờ ai? Đây là phụng thờ ngài là Bạch Mã Tối Linh Thượng Đẳng Thần Thăng Long Đông Chấn Chính Thần đã. Tức là đây là vị thần là thượng đẳng, mà là đây là cái đền chính để mà chấn giữ cái phương đông của thành Thăng Long. Vâng, bên tay trái của cái ngôi chính điện chúng ta thấy là ở bên trên có bức đại tự đề bốn chữ là Vạn Cổ Anh Linh, tức là thiêng liêng muôn thuở. Và bên dưới này chúng ta thấy rằng thì là nhà nước và Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao đã xếp hạng cái ngôi đền Bạch Mã chấn phía đông này là một di tích lịch sử văn hóa của thủ đô Hà Nội và của cả nước. Và cái bảng đó đã được để ở trên một cái ngôi kiệu bát cống, tức là tám người khiêng, là một cái di tích văn hóa nghệ thuật điêu khắc sơn son thiếp vàng rất là quý giá của cái khéo léo tay nghề đất Lề Hà Nội, một cái công trình văn hóa nghệ thuật hiện nay là rất là hiếm quý ở thủ đô Hà Nội và của cả nước chúng ta. Thành Thăng Long cũng như thành Hà Nội xưa còn để lại rất ít các vết tích. Lý ngoài còn có một số đoạn như đoạn Đền La Thành ở cửa ô Kim Liên hay còn gọi là ô Đồng Lầm. Thành trong ta còn thấy cột cờ cửa Đoan Môn và một đoạn thành ở cửa Bắc. Ta đang đứng ở mảnh đất của làng Kim Liên gần cửa ô Đồng Lầm, là một trong năm cửa ô xưa của Thăng Long Đông Đô Hà Nội. Và đây là còn lại cái vết tích của cái lũy thành. Đây là cái lũy ngoài cùng của ba vòng thành của Thăng Long Đông Đô Hà Nội ngày xưa. Và ở phía ngoài cái lũy thành này là cái dòng sông Kim Ngưu, nó chảy từ ô Cầu Giấy qua ô Chợ Dừa, qua ô Đồng Lầm để xuống ô Đống Mác, làm thành cái ngoại hào phía nam của Hà Nội, của Hà Nội xưa. Và bây giờ là nếu mà bây giờ thì cái bên phía nam của Hà Nội này cũng đã trở thành nội thành rồi, nhưng mà ngày xưa, tức là trước thế kỷ thứ 19 trở về trước, thì từ cái con đường này về phía nam đã là ranh giới của xứ Sơn Nam. Vì thế cho nên chúng ta đang đứng ở cái ranh giới của Thăng Long Đông Đô Hà Nội xưa và cái xứ Sơn Nam ngày trước. Chúng ta đã đề cập đến phía bên kia cái lũy thành ngoài của Hà Nội với lại di tích của con sông Kim Ngưu, vừa là cái ngoại hào của cái lũy ngoài mà lại vừa là cái ranh giới giữa cái kinh thành Thăng Long xưa và cái xứ Sơn Nam. Còn bây giờ thì chúng ta đang đứng ở bên trong cái lũy thành. Đằng sau lưng tôi là cái lũy thành xưa của Hà Nội. Và bây giờ ở phía bên trong là di tích của một cái con hào gọi là nội hào, mà bây giờ biến thành những cái cánh đồng rau muống.
Vì thế cho nên thì là ngày xưa cũng đã có rau muống rồi, cho nên thì là cái ô Đồng Lầm này cũng còn gọi tên là ô Cầu Muống. Và trước mặt chúng ta đây là cái làng Kim Liên, một cái làng cổ của Hà Nội, ở ngay ven đô và sát với lại ngoại thành của Thăng Long Đông Đô Hà Nội xưa. Chúng ta đang đứng ở một trong các cái cửa ngõ phía nam quan trọng của Thăng Long Hà Nội. Trước mặt chúng ta đây tức là cái làng Kim Liên mà lúc nãy chúng ta đã nhìn nó từ bên hông, tức là từ bên cái lũy thành Kim Liên. Còn trước mặt chúng ta đây là cái cửa ngõ, cái cổng làng cũ để mà vào làng Kim Liên. Vì thế cho nên thì cái cửa ô này có thể mang tên là cửa ô Kim Liên, nhưng mà chung quanh đây ngày xưa nó là những cái đồng ruộng lầy lội, cho nên người ta gọi là cửa ô Đồng Lầm. Hay là ở đây ngày xưa nhân dân cũng như bây giờ cũng vẫn còn trồng nhiều rau muống, cho nên người ta còn gọi là cửa ô Cầu Muống. Cái đoạn đường mà bây giờ trở thành ra là đường Giải Phóng hay là đường Lê Duẩn thì là một cái đoạn của quốc lộ 1, hay đó là cái vết tích của cái Thiên Lý Lộ ngày xưa chạy dọc từ Lạng Sơn vào đến miền nam của đất nước. Ngày xưa thì cái lũy trái chúng ta ở đây tức là cái làng Kim Liên ở ngay cái cửa ngõ phía nam của Hà Nội, mà cái cửa ngõ phía nam này ta gọi là cửa ô Kim Liên hay là cửa ô Đồng Lầm hay còn gọi là cửa ô Cầu Muống. Ngày trước tức là chỉ cách đây 4-5 năm thôi thì cái đê La Thành nó chạy dài cho đến đây, rồi ở đây nó có một cái cầu bắc qua gọi là cái cầu Muống. Và cái đê La Thành nó chạy dài suốt cái con đường mà bây giờ mới phá đi 2 năm nay để làm thành ra cái con đường đôi đường 3 của đường Đại Cồ Việt này. Và bên tay phải của chúng ta bây giờ là cái trường Đại học Bách Khoa, vốn là xây dựng ở trên cái những cái đồng ruộng lầy lội của làng Kim Liên xưa. Đây là một cái xóm gọi là cái xóm Nam Khang của cái làng Kim Liên. Chúng ta đang ở Đoài Môn, tức là cái cửa phía tây của thành Thăng Long xưa. Ở bên dưới này là dòng sông Tô Lịch, coi như là cái ngoại hào. Và ở đây là cái đường đê La Thành, vừa là đường vừa là đê mà vừa là cái lũy ngoài của thành Thăng Long. Và đây là cái cửa phía tây. Cho nên thì là đây là một cái vị trí quân sự rất là quan trọng. Vì thế chúng ta còn thấy rất là rõ rằng thì là thời tạm chiếm ấy, thì là Pháp nó đặt luôn một cái bốt ngầm ở đây gọi là hầm Bô Ke đấy. Cái này là do Mỹ xây cho Pháp đấy. Và chúng ta thấy con đường này ở đời Lý Trần Lê, tức là từ cửa Tây đi vào thành Thăng Long. Thế nên thì là đây là Đoài Môn, và cái đường phía Tây này gọi là đường Liễu Giai, theo cái điển gọi là Đông Hòe Tây Liễu. Phía đông, đường phía đông thì trồng hòe và đường phía tây thì là trồng liễu, nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy là trồng sà cừ. Như tôi đã nói là xây dựng một cái thành như là thành Thăng Long thì là ở trong một cái đất nước mà là mưa nhiều thì là phải có cái thoát nước, cho nên thì là cấu trúc của thành Thăng Long phải là cấu trúc mở, do đó mà phải mở qua các cái cửa cống. Đây là cái cống vị để mà thoát nước từ nội thành Thăng Long ra sông Tô Lịch. Và các bạn ở đây đã thấy thì là đây là một cái dải sông Tô Lịch, bên này là Hoàng Thành Thăng Long, còn bên kia sông chính là làng Dịch Vọng. Chúng ta đang ở ngã tư Cầu Giấy, tức là cái cầu Tây Dương của đời Lý và đời Trần, tức là cái cửa ngõ phía tây của Thăng Long Đông Đô Hà Nội. Phía trước mặt chúng ta đây tức là cái cửa ngõ để đi sang xứ Đoài, tức là phía tây. Vâng. Và bên tay phải của chúng ta tức là cái phố Cầu Giấy.
Nơi đây là ở thời đầu tiên Pháp xâm lược nước ta thì là đã xảy ra hai cái trận Cầu Giấy nổi tiếng. Trận Cầu Giấy năm 1873 mà Francis Garnier đền tội là ở bên Hữu Ngạn, sông Tô Lịch. Và cái trận Cầu Giấy năm 1882 là đại tá Henri Rivière đã đền tội ở bên Tả Ngạn, sông Tô Lịch. Và nơi mà năm 1882-83 là đại tá Pháp Henri Rivière đền tội với lại nghĩa quân phối hợp giữa quân Cờ Đen và nghĩa quân của ta. Đây là mộ Henri Rivière ở Ô Cầu Giấy. Và Cầu Giấy này nhìn về bên phải thì chúng ta sẽ thấy rằng thì là đây là cái nơi mà năm 1873 Trung úy Francis Garnier là cái tên cầm đầu đạo quân xâm lược và đánh Hà Thành lần thứ nhất đã bị đền tội. Và xuôi sông từ Cầu Giấy mà xuôi sông Tô Lịch thì cách đây độ hơn 1,5 km chúng ta sẽ đến chùa Láng, tức là tên chữ là Chiêu Thiền Tự, nơi trụ trì của một vị thiền sư nổi tiếng đời Lý là Đức Từ Đạo Hạnh. Sau đó đến cái chỗ gọi là nhà tắm phố Chợ Gạo. Đây chính là cửa con sông Tô Lịch lấy nước ở sông Hồng, rồi thì là chảy qua cái đường phố Nguyễn Siêu để làm cái ngoại hào của thành Thăng Long, và chảy qua dọc phố Phan Đình Phùng xuống qua phố Thụy Khuê mà sáng hôm nay chúng ta đã được ghi chép. Lại là cái bờ đê sông Hồng, và đây lại là một trong những cái cửa ô của Hà Nội. Cái cửa ô này bây giờ mang cái tên phố là phố Ô Quan Trưởng, và đây là cái cửa Ô Quan Trưởng, nơi mà trên cái tam quan của Ô Quan Trưởng có ba chữ Hán. Ta có thể đọc rất rõ là Đông Hà Môn, tức là cửa đông trông về phía sông Nhị Hà. Nơi đây là thời cuối thế kỷ thứ 19, giặc Pháp là tên Jean Dufy đã chiếm cái phố này. Vâng, cái phố này bây giờ mang tên là phố Ô Quan Trưởng, và ở bên trong cái cửa ô là phố Hàng Chiếu, nhưng mà ở thời Lê Nguyễn mang tên là phố Mới, chính là tên Jean Dufy của Pháp nó đã chiếm cái phố này, và sau đó là nó tạo điều kiện để cho cái giặc Pháp xâm lược ở đây. Và ở đây vị trưởng cơ không còn biết rõ tên tuổi đã chỉ huy hơn 100 quân là giữ kỳ được cái cửa ô này, và cuối cùng tất cả đã hy sinh. Do đó mà sau này nhân dân nhớ ơn gọi cái cửa ô này là cửa Ô Quan Trưởng, và cái lời ca dân gian vẫn còn mãi mãi là Long Thành bao quản nắng mưa, cửa Ô Quan Trưởng bây giờ là đây. Thank you.
cột cờ Hà Nội. Cái cột cờ này là được xây dựng ở đầu thời Nguyễn vào năm Gia Long, xây từ năm 1804 cho đến năm 1812 thì xong. Nhưng mà như các bạn thấy là cái cột cờ này là được nhà Nguyễn xây dựng nhưng mà trên cơ sở các cái vật liệu của đời Lê. Cho nên chúng ta còn thấy những cái viên gạch vồ đời Lê dùng để xây ở đây. Ở tầng 1 thì chúng ta đã thấy có 4 cửa. Cửa phía đông ấy thì là mang tên là cửa Nghinh Húc, tức là đón ánh nắng ban mai. Và cửa tây ấy thì gọi là cửa Hồi Quang, tức là cái ánh trời chiều nó phản chiếu lại. Còn trước mặt chúng ta đây chính là cửa Đoan Môn, là một cái di tích còn lại của cái cửa Đoan Môn đời Lý ở bên dưới. Và bên trên thì là nhà Nguyễn chỉ xây thêm một cái tháp thôi. Và đúng thẳng góc với nó, xa hơn một tí nữa, mà cái chỗ mà bây giờ các bạn thấy là cái cột vô tuyến truyền hình ấy, đấy chính là cái điện Kính Thiên, tức là cái điện chính của cái cung thành cả đời Lý, đời Trần, đời Lê. Xa hơn về bên tay trái ấy, thì các bạn thấy nóc cái nhà thờ cửa Bắc được xây dựng vào đầu thời thuộc địa. Nhà thờ cửa Bắc cùng với lại nhà thờ lớn là một trong hai cái nhà thờ chính tòa của Hà Nội. Ở đấy có gọi là tòa giám mục. Chúng ta thấy trên cột cờ có hai cái chữ Hán, là chữ Kỳ Đài, tức là cái cột cờ. Cái Kỳ Đài, cái chữ Kỳ Đài đó là quay về hướng Nam. Và phía Nam của cột cờ của chúng ta hiện nay là con đường mà mới mở ở thời thuộc địa, bây giờ mang tên là đường Điện Biên Phủ. Và bên kia đường Điện Biên Phủ ngày xưa là một cái vườn hoa. Dân gian Hà Nội cứ gọi nôm là vườn hoa Kinh Đông, vì ở đấy có tượng con trâu, cái người đi cày. Bây giờ thì gọi là công viên Chi Lăng, và bây giờ thì là ở đấy có tượng của Lenin. Sau khi chiếm Việt Nam thì là Pháp đã phá cái tòa thành xưa và để làm cái trại quân đội của Pháp. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể là đứng từ cột cờ này, chúng ta có thể hình dung được, nghĩa là từ phía tây của thành Hà Nội qua phía nam, chính là cái nơi mà chúng ta đang đứng ở đây, mà bây giờ là nơi có bảo tàng quân đội ấy, là một cái cửa nam xưa của tòa thành. Rồi đi ngược đường Điện Biên Phủ lên là chúng ta đã đến cái chỗ ngõ Cấm Chỉ, lúc nãy là cửa Đông Nam, và có đình ngang Cấm Chỉ đấy. Sau đó là chúng ta sẽ sang phía Nam, từ phía Nam chúng ta sẽ sang phía Đông. Và phía đông thì Hà Nội đã bị thu, cái thành Hà Nội là đã bị ông Minh Mạng ông ấy thu nhỏ lại, cho nên cái cửa đông bây giờ không phải là cái cửa đông ngày xưa. Cửa đông ngày xưa là ở phía đông, xa hơn một chút. Và từ phía đông đi theo con đường Phùng Hưng, chúng ta sẽ lên phía bắc. Và các bạn thấy xa xa là nhà thờ cửa Bắc, cái chỗ đó sẽ là cái cửa Bắc của Hà Nội. Bây giờ chỉ còn toàn bộ cái tòa thành xưa của Hà Nội chỉ còn lại một cái cửa Bắc. Trên có ba chữ chính Bắc Môn, và ở dưới thì là còn cái di tích, cái viên đạn mà Đại Bác của giặc Pháp bắn từ tàu thủy của Pháp ở sông Hồng bắn vào thành cửa Bắc, mở đầu cho cái cuộc xâm lược của Pháp với thành Hà Nội năm 1871 và sau đó là năm 1882. Đó là hai lần mà Pháp đánh Bắc Kỳ, và lần nào thì nó cũng mở đầu bằng hạ cái thành Hà Nội, rồi mới lần lượt nó đánh chiếm các tỉnh khác. Tòa thành Hà Nội xưa
mà là nhìn từ đỉnh cái cột cờ. Hôm nay là bảo tàng quân đội là cho phép đặc biệt là được lên quay cái cảnh toàn cảnh Hà Nội này. Rất là cảm ơn bảo tàng quân đội Việt Nam. Trước mặt chúng ta là đường Hoàng Diệu, con đường xẻ dọc thành Hà Nội phía tây cột cờ, từ nam lên phía bắc. Thời Pháp thuộc, ở đây đã thiết lập các doanh trại quân sự. Đây là cửa bắc thành Hà Nội. Cửa đã bị xây bít và ta thấy một vết viên đạn Đại Bác của giặc Pháp bắn từ tàu thủy vào thành.